Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng do ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trường Trinh dẫn đầu đã đến dân hương tại nghĩa trang quân khu 5, ban nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã đặt bồng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ hôm nay nguyện công hiến sức mình, phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo, ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đưa thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam ngày càng phát triển góp phần vào sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước